Rồi, mến chào các bạn, chào bạn Thành. Hôm nay em mang hai sản phẩm đến. Thì sản phẩm đầu tiên thì anh đã quay rồi, một chiếc máy chạy dầu rất là tuyệt vời luôn, đường dao 1 mét, xài bánh xích cao su, điều khiển từ xa. Rồi giá là bao nhiêu anh quên rồi ta? Giá 80 là 54, 1 mét là 58, mà mét 2 là 65. Động cơ xài dầu xài gió, còn chiếc này thì xài xăng hả? Dạ, xài xăng. Xài xăng thì động cơ của nó của nước nào? Của tàu hết ạ. Của tàu hết hả? Dạ. Thì cái này nó động cơ bền không em? Bền chứ, bên em cũng bảo hành hết ạ. Dạ. Nó là bao nhiêu? Này là 9 ngựa. 9 ngựa hả? Dạ. 9 ngựa. Thì cái này mình nó xài dao lưỡi hả? Dạ, này xài dao lưỡi nhưng mà sao dao xếp ạ. Dao xếp, và cái này thì mình bán bao nhiêu tiền một chiếc? Này đường dao 5 tấc rưỡi là 35 triệu giá tại xưởng đó. Dạ. Là mình không có bao ship? Không ạ. Còn cái này mình sản xuất bao nhiêu đường dao? Loại dao? Cái này có một loại dao thôi. Một loại dao thôi hả? Dạ, có một loại. Mua thì mình gọi số điện thoại số mấy? 0982411160 ạ. 160 ạ. Dạ. Em nghe điện thoại đi. Thôi được rồi. Rồi em lật lên coi đường dao tí xíu được không em? Dao này hả? Con này nó nhẹ mà. Con này nhẹ mà. Đây. Dao xếp. Dao xếp ạ. Sao xếp mà sao nó cứng ngắc vậy? Dạ, mới nó vậy thì chạy thì con mới tinh hả? Dạ. Do sơn bẻ cong về lên luôn ha. Dạ. Làm đẹp quá ha, mới tinh vậy. Dạ. Em chạy rồi nó cũ đi rồi làm sao mà bán? cái này thì nó sử dụng một cái động cơ máy xăng. Máy úp. Máy xăng là nòng OHV. Dạ. Ồ, cái động cơ sao nhìn chất lượng dữ ta. Dạ, nhìn mấy cái máy mà nội địa của Nhật xài động cơ tàu nhiều lắm nha. Dạ. Chứ không phải là xài là toàn Nhật không. Hàng tàu nhưng mà hàng chất lượng nó ok lắm. Đúng rồi. Rồi là... cái này xài bộ sên này là xài dạ. Cái bộ xoay trên là nó xài motor qua một cái hộp số giảm tốc hả? Dạ. Rồi mình điều xài khiển hết. Rồi bình ắc quy đâu? Bình ắc quy nằm trong này ạ. Rồi khi mà hết bình rồi xong mình chạy về máy nó có sạc điện vào trong này không? Có tự sạc hết ạ. Tự sạc luôn hả? Dạ. Rồi còn cái này? Cái đó là nâng hạ đó. Nâng hạ nâng sao? Hạ dao á, nâng hạ dao á. Nâng hạ thấp cao luôn hả? Dạ. Là nâng hạ điện hả? Đúng rồi ạ. Ồ, nó độc đáo quá ha. Ở đâu bây giờ em biểu diễn em thử nâng hạ chạy tới chạy lui coi xem thử coi. Đây bắt đầu mở nguồn lên ạ. Đây. Tới tới nhanh nè, tới chậm nè, ngang nè, dọc nè, rồi nâng hạ kiểu nâng đó lên đó. Đang nâng lên đâu đó, đã xuống nè, nâng lên rồi, nâng lên đâu xuống nè, rồi lên nè đâu đó. Cao thấp à? Hai bắt đầu đề ba là mình phải cho cao lên để mình dao nó khỏi đụng đất, xong bắt đầu là mình khi nào mà quay dao rồi bắt đầu mình mới hạ xuống, nó hướng cỏ nó cuốn á. Ông quay 360 độ được không? Được chứ hả? Bây giờ mình sẽ phát cái lối nào đây? Phát bên này đi hả? Bên này nó ấy thôi bên này đi, bên này đi. Bên này nó bằng nè. Bên này nó xuống hố. Bên này người ta cày dữ quá. Bên này bằng để phát biểu diễn chơi thôi, vui thôi được rồi. Ha. Mà ở bên kia hồi trước ương cao su gốc quá trời luôn em. Không biết bên này có cao su không biết. Thôi được rồi. Thôi xíu thử đi. Bắt đầu đề ba là nổ nè. Giật hả? Dạ, giật mà. Ơi. Công tắc chưa? Chưa bật công tắc. Rồi được rồi. Nhanh rồi đó, chạy nhanh rồi. Thằng tay đi luôn, cái đó gờ cao lắm
mình sẽ chậm lại, dễ điều khiển cho nó quen chưa quen tay. Bình thường mà cho nhanh thì chưa quen tay lắm á. Phát mạnh ghê ha. Dạ. Thấy động cơ nó lớn. Giao xếp phát chất lượng quá ha. Nhanh vậy. Chắc đi nhanh đó. Cái lùm vậy? Vậy coi chừng cái giếng đó Thành ơi. Vậy hả? Ừ, định vô. Vậy thôi hỏi vô đi. Vô rồi không được ra luôn đó. Vô là coi như rớt giếng luôn á. Hẹn ngày về chứ. Hẹn ngày đi chứ không có ngày về. Robot. Con robot. Dày lắm các bạn à, dày lắm luôn á, chứ không phải cỏ bình thường đâu, tại vì cỏ này lâu năm mà đó, chứ còn cỏ rẫy của mình thì cái con này chắc nó phát pha pha nhẹ nhàng gan ti chứ không có đến mức độ vậy đâu, tại vì cỏ này nó dày ghê lắm. Cái này chưa hết ga đâu ạ. Đó em đi nhanh à. Một ngày con này đúng rồi cả hecta hơn hecta rồi, hết đến 2 hết tùy theo cỏ. Cái này là cỏ nó dày nè. Dạ. Chứ còn cỏ vườn của mình không có mức độ mà giữ dần gì đâu. Dạ đúng rồi. Đó đi nhanh không? Rồi biểu diễn vậy quá ok rồi. Rồi được rồi Thanh. Quá đẹp rồi. Quá đẹp rồi. Đó là số chậm. Nhanh rồi. Leo lên dốc nè, lên lên dốc rồi luôn rồi. Đó cái bờ cái đó mà lên thoải mái, địa hình thì lên chỗ nào chả được đó, nó địa hình lên dốc rồi nó lên hết rồi không quyện gốc cây được hết, ví dụ như là cắt gốc cây này, đó địa hình bồ ghề này,
lên cứ dán đi quanh gốc cây coi. Dạ. Đấy, nhanh quá, nhanh quá không kịp chuyển hướng. Đó, đây là cái bờ đó nhưng mà vẫn lên xuống bình thường để rửa hết. Cho vào gốc cây luôn. Đó. Không sao hết mà, nó vào gốc cây không sao hết. Đó, bình thường mà. Rồi, rồi về thôi. Đứng giơ tay lên anh, đúng rồi, giơ tay để anh chụp hình đó 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 anh. Từ từ vé lại cái nhìn vé lại. Ủa, chào Thành. Dạ. À, hôm nay em mang đến đây cái sản phẩm gì để cho anh quay vậy? Dạ, hôm nay em đến là mang đến là máy trục băm ạ, điều khiển từ xa. À, trục băm điều khiển từ xa. Dạ. Thì cái này cái dàn dao nó bao nhiêu mét anh? Dạ, loại này này em mang đến là 1 mét. Thì à, bên em có 3 loại, 80, 1 mét, mét 2 ạ. À, 80, mét, mét 2. Ừ. Như cái loại này thì mình báo giá công khai không? Dạ có chứ, em bán hàng bên công ty em là công khai hết ạ. À, như cái này thì mình bán bao nhiêu tiền? Dạ 80, đường dao 80 á, là 54 triệu ạ. 54 máy dầu, triệu. Máy mới hết từ AZ á. Máy mới từ AZ. 1 mét là 58, mét 2 là 65 ạ. À, còn 8 tấc không? Có 8 tấc, 8 tấc là 54 đó. À, 54. 1 mét là 58. Cái này 1 mét hả? Dạ, này 1 mét. À, 1 mét mà nhìn nó rộng quá ha. Dạ. 1 mét là cái mà cái đường dao đấy ạ. Cái đường dao nó 1 mét hả? Đúng rồi ạ. Rồi còn cái vệt bánh cái xe. Cái vệt bánh xe đồ. Vệt bánh xe thì nó tầm 80 ạ. À. Dạ. Như cái máy này thì nó có những cái chức năng gì và nó được thiết kế như thế nào? Có nghĩa là máy động cơ là động cơ máy dầu à? Dạ, động cơ máy dầu là hàng hiệu, hàng tốt nhất của bên tàu đấy ạ. À, của bên tàu. Dạ. Là xài gió. Dạ, đúng rồi ạ. À, cái động cơ này theo em thì đã sử dụng qua thì nó bền đúng không em? Cái này thì ưa chuộng lắm, ở tất cả các nước, ở cả nước Việt Nam mình đều xài loại cốp này là, ừ, là loại nó tốt nhất hiện nay đó. À, nó bền hả? Dạ. À, rồi cái máy này thì mình thiết kế nó xài dây xích như vậy thì cái động cơ này nó kéo riêng cái dàn phát cỏ không hay là nó kéo cả cái bộ chân chạy luôn? Dạ, cái động cơ này thì chỉ kéo mỗi bộ băm thôi, còn cái chân chạy là xài điện. Dạ. À, xài điện. Bộ băm với điện 24V. À, còn là xài điện. Dạ. À, xài điện 24V. Mà điện 24V là tự nạp hết, tự không phải xài pin như người khác mà tự nạp hết, xài 8 tiếng hoặc 10 tiếng một ngày ok hết ạ. À, dạ. Là nó tự vừa chạy và vừa nạp luôn. Đúng rồi ạ. Rồi khi mà cứ nó chạy nạp là có điện rồi. Đúng rồi. Đúng không? Là cứ chạy hoài vậy. Dạ. Là nó có hết cái bình không? Không ạ, trong này nó có hai cái bình ở dưới này. À. Còn cái trên này là đồ nghề. À. Dạ. Bộ phụ kiện kèm theo. Phụ kiện ạ. Là một cái bộ của động cái đầu cơ đầu cao cái đầu này là cái bô ạ. Còn cái này là bốt. Cục sạc. À. Còn cái này là dự phòng, pin dự phòng. Ủa, cục sạc này là cục sạc để sạc 220 cắm vào đây. À, pin dự phòng này là để anh chi đây? Pin dự phòng là bỏ cái điều khiển từ xa này là thay pin AA hoặc là cục sạc dự phòng cũng được hết ạ. À, vậy hả? Dạ. Để ví dụ như mình có hết pin này hoặc là xài cái này không cũng được, không cần pin. À, đây là bộ điều khiển từ xa. Còn này còn là cái bộ đội, cái đội hoặc cái kích để mình nâng lên để nâng hạ sửa chữa đấy ạ. À, vậy hả? Mà cái đầu này thiết kế là nó tự nâng lên hạ xuống ạ, nó tự do, nó như kiểu bản lề á. À. Cứ gặp gồ ghề là tự lên tự xuống. À. Còn cao thấp là do mình chỉnh ạ. Nó có bánh xe không hay là có bánh xe trước đỡ phụ thôi. À, nó có bánh xe trước đỡ. Khi nào mà nó gặp cái gồ ghề cao quá thì nó không bị chúi đầu là nó tự nâng lên đây nè. À. Nó tự nâng lên hạ xuống, còn cái cữ thì mình cứ cho đây cữ thấp nhất này, cao nhất này. Coi như cứ nâng tới, cứ tới đó thôi. À, tới đâu mà. À, mới hoàn toàn 100%. Còn bộ điều khiển này sao anh thấy nó nhiều công tắc dữ vậy?
nhưng mà nhiều chức năng quá không có xài đến, chỉ có xài cái này là tới lùi, cái này là ngang dọc này, cái này là nhanh chậm thôi. Còn mấy này? Cái này là dư dư xài. Dư luôn. Dạ, cái này dễ mà dễ sử dụng lắm. Khi mà mình bật nguồn sao? Bật nguồn thì bật này lên à? Bật đó lên. Xong thấy pin lên. Lên chưa? Lên rồi. Đó, khi nào có cái nháy này là lên. Còn là khởi động thì đây à? Chỉ cần bật hai công tắc này thôi. Đó. Đó là rồi đây. Bắt đầu em điều khiển chạy thử coi. Đây cái này là tới này, đi tới chơi chậm tới nhanh là do mình. Đó, cái này là nhanh này. Nhanh chậm á. Ủa sao thấy chậm vậy? Đó là mình để nấc chậm nè. Rồi qua nè. Đó. Lùi á. Tới lùi á. Ủa sao nó làm như bình yếu hả? Không ạ. Công tắc hả? Do mình á. Tới lùi. Đó. Dễ mà không? Đó, nó dễ sử dụng lắm. Cái bộ điều khiển đó mình phải tập tành chập á. Dạ, phải quen tay chứ, không quen tay là đi nó khó lắm. Vậy hả? Còn đề máy thì dễ mà. Rồi, đề máy để trên này luôn hay sao? Dạ, đề bây giờ chỉ bật công tắc này thôi. Anh kéo tưởng đề trên remote luôn chứ? Không ạ. Giờ nó phiền hà lắm, nó phức tạp. Cái này mình phát nó khoảng bao nhiêu hectare ngày đó? Cái này thì tùy theo địa hình nữa, không nói được, nhưng mà cứ trên 1 hectare đến 2 hectare ngày. Rồi dầu nó ăn nhiều quá. Dầu thì cái này 1 giờ của nó thì chắc 0,4, 0,5 lít thôi. Vậy hả? Cái máy này vừa ngày dịch vừa ấy được luôn. Vừa dịch vừa đề ạ. 1 triệu ngày hơn 100.000 thôi. Rồi bây giờ em thử em chạy phát thử coi. Em đề ạ. Quá chỉnh dao thấp quá. Dạ, do mình phong chỉnh dao cao cao chút. Chỉnh sát đất quá. Đó. Có quay ngược vô mặt, đừng cho quay vô mặt lên đâu à. Trong đó cái bồn cũng được đâu, phải xích ra. À, cái đó là cái đúng rồi. Cái bờ. Qua này. Đừng chỉnh vô mặt hơn. Ôi.
tốc tàu lao em. Chưa quen lắm. Đó, đi nhanh nhá. Một ngày thì khoảng 2 hecta. Đó, không còn cái gì hết ạ. Ôi, xuống đất rồi, sát đất quá, chỉnh dao cao cao một chút, chết. Trời ơi. Được Thành ơi, được rồi. Ôi, được rồi, được rồi. Nhất định. Trời, cho xe đánh xe ra đã. Hồi nãy nó ở cao chứ. À, sao mà em chỉnh dao thấp dữ vậy? Dạ, đâu có biết đâu có ghề thì nghĩ à. Vậy nhưng mà nó thấp vậy không sao hết ạ. Mai mình đánh cao lên xíu thì nó nhanh lắm. Cái này em cho nó lên chừng khoảng 5 phân nữa. Hơn 5 phân á. À, tại thôi. Vì cái đất này là đất nó cày. Có nghĩa là lô cao su á. Dạ. Em nhìn vậy chứ nó cày lên sóng nè, thấy không? Cỏ này cũng toàn là cỏ dai không á. Ờ, nó cày mà cỏ này cỏ dai, cỏ mà này đánh nhẹ nhàng lắm. Ga cỏ mới này có dày. Kinh khủng. Nửa ga à. À. Động cơ này mạnh quá ha. Dạ. Em máy dầu thì xài thì bao xài rồi. Cái động cơ này mà mua không nó khoảng nhiêu tiền nha? À, 14-15 triệu. Cái động cơ mua không 14-15 triệu. Dạ. Còn cái động cơ lớn nó gần 20 triệu. Ờ, à, dữ vậy hả? Dạ, hai của Trung Quốc 19 triệu mấy trăm. Dạ. À, nó bằng 1/3 cái máy đó. À, dạ. Ngày nay là em đi giao hả? Dạ, em giao ở Long Khánh. Đó. À, em giao Long Khánh, sẵn ghé anh quay luôn. Dạ. À, bạn Thành này từ Đắk Nông xuống ha? À, quên, từ Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh xuống. Em ở Bình Tân, bữa nay chuyển xưởng về Bình Tân rồi. Chuyển về Bình Tân. Hồi xưa là ở Đắk Nông nhưng đúng mà rồi. Giờ chuyển về Bình Tân ở nhiều rồi. Nhiều người cứ nhầm là ở Đắk Nông nhưng mà thực ra em về Sài Gòn, em về Bình Tân một năm rồi. À, về Bình về Tân để em sản xuất nắp ráp máy mới. À. Dạ. Đứng xích xích vô đó một tí. Chứ ở dưới nhà Đắk Nông là xưởng cũ ạ. À. Dạ. À, rồi. Hồi nãy là dạ. Quên chứ. Quên đọc cái số điện thoại của em lên. Dạ, số điện thoại của em là 0982 411 160. Hoặc là vào trong Zalo, Facebook, YouTube, TikTok thì đều cái tiêu đề là máy làm cỏ Thành đó là được ạ. À, đã ra hết ạ. Là máy làm cỏ Thành 098 hả? 0982 411 160. Có sai số cũ chứ. Không, vẫn là số từ xưa giờ sai có số à. À, rồi. Dạ. Ở giá là từ từ 54 triệu đến 65 triệu. 54 triệu. Rồi các cái máy khác thì giá nó khác ạ. Cái này về cái hình thức mà bảo hành đồ sao mình có bảo hành thời gian bảo hành đồ. Bên đây em bảo hành điện với động cơ là 6 tháng ạ. À. Còn ngoài ra thì 6 tháng thì hư cái gì thì tính tiền cái đó. À, như mấy cái trục đồ kia. Trục thì tất cả đều bảo hành được hết ạ. Giao thay thế cái phụ kiện gì ở trong này. Ấy là mình bảo hành nguyên cái con máy này thì được bao nhiêu lâu? 6 tháng ạ, à, em chỉ bảo hành động cơ với điện thôi, còn ba cái lặt vặt linh tinh này là không có bảo hành. Sao vậy? Cái dây cu loa ví dụ mình làm quá tải sao bảo hành được à? À. Ví dụ đánh toàn đánh đất không thì làm sao mà nó nặng tải nó hư. À. À, cái thằng này nói chung máy này thì đơn giản, nó không còn có xài những cái ổ để như mà kia. Hư thì khó lắm. Nó chỉ có xài cái bu ly. Dạ đúng rồi. Bu ly với lại là dây cu loa trực tiếp thôi. Cái gì bên em hư cho kỹ thuật bên em thì em bảo hành, còn cái gì không phải thì bên em không bảo hành. À. À, dây cô ra vậy. Ở đây nó có cái nồi không ạ? Dạ đúng rồi, bên em thiết kế là nồi côn đấy, chứ không có xài dây. À, nó xài nồi côn hả? Dạ, chứ nếu mà xài dây thăng đơn hay bị cháy dây nó nóng. À, xài cái nồi côn dạ, ở đây luôn. Đó à? Cái nồi bây da này có bền em ơi. Bền lắm chứ à? Mình có chế nhớt chế dầu gì không? Không ạ, nó có mấy lá côn trong nó mà thay nó cũng rẻ tiền mà. À. 600-700 ngàn một cái bộ nguyên cái thôi. Nồi này luôn. Dạ. À. Thay ốp vô thôi. Rồi mấy cái này bơm mỡ. Dạ. Bơm dầu. Mà em thấy người ta xài nó bền không em?
thì mấy cái này nó bền không, mấy cái bộ phận khó hư lắm à, chỉ hư cái dây cu loa hoặc là mấy cái linh tinh bên ngoài phụ kiện thôi. Dao cổ rồi sao? Dao thì đập đá nó gãy thì thay thôi còn rung thì độ rung thì không có một tí rung nào đâu. Dao mà chạy mà bỏ vô đá đập thì cái này dao có bán xe cua không? Có hết à? Như mình bán thì nhiêu một lưỡi? Tùy theo lưỡi, dao này thì bán 45.000 một lưỡi ạ. 45.000 lưỡi. Dạ, thích bao nhiêu thay bao nhiêu. Thích bao nhiêu thay bao nhiêu. Dạ. Cái gì? Nhưng mà thường thường ta thay phải nguyên bộ chứ. Không, thay một chiếc tại vì nó nguyên series của nó vậy thì cứ thay vậy. Ông ý là nó mòn rồi phải thay nguyên bộ. Đúng rồi ạ. Mà lâu lắm, cái này phải mấy năm mới thay. Với này do đất cát hay là đất cỏ đánh cũ. Có khi nào mình chạy rớt lưỡi ra. Không ạ, khó lắm. Nên bạn ốc có lóc kê hết chứ. Không, cái này xài chốt ạ. Xài chốt hả? Dạ. Ủa xài chốt chứ không phải xài ốc à? Không ạ, xài chốt ghim. Cái chốt này nó bung chốt sao? Không có, nó ghim bên ngoài rồi không ra được. Vậy hả? Dạ, cũng có thể có chứ lâu ngày thì nó thể rớt nhưng mà sao lấy cái chốt của nó xong mình không bẻ cong hết đi mà mình để bẻ hết rồi. Còn cái này là mình... nâng hàn lên xuống là. Ấy là mình để một nửa chốt xuống nửa chốt bẻ. Dạ đúng rồi. Hả? Cái cây đó chứ em bẻ rồi. Bẻ hết luôn. Mấy bánh xe này bền không em? Mấy xe này thì hư đâu thay đó, nó dễ mà cơ. Trăm mấy một cặp hả? Vậy thôi ạ, lẻ bánh ở ngoài chợ có đầy mà. Ok. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì cứ alo với bạn Thành ha. Dạ. Theo số điện thoại như vậy thì giá cả đồ thì biết rồi. Rồi, động cơ thì, động cơ này mấy ngựa ta? Dạ, 14 ạ. 14 mã lực. Từ 12 đến 16 HP, 3 loại. 12, 14, 16. Từ 12 đến 16 HP. Dạ. Rồi, ok, vậy ha. Dạ. Rồi, cho lên đường về. Rồi, em chào ạ. Chào tất cả bà con ạ. Dạ.